Chào mừng các em đã đến với VKVKVK sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 5. Châu Phi và khu vực Mỹ Latin, thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Nếu trong thế kỷ 18, thế giới chứng kiến sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến, thì thế kỷ 19 là thế kỷ đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa của các nước tư bản Âu Mỹ. Cũng như châu Á, các nước châu Phi và khu vực Mỹ Latin không thoát khỏi cơn lốc xâm lược đó. Nhân dân các dân tộc ở đây đã liên tục nổi dậy, đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc. Tiêu biểu là phong trào ở Algeria, Ai Cập, Sudan, Ethiopia, v.v. ở lục địa châu Phi. Ở khu vực Mỹ Latin thì có các nước như Haiti, Mexico, Argentina, v.v. Một nhỏ, châu Phi. Châu Phi là một lục địa lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại. Trước khi thực dân châu Âu xâm chiếm và phân chia châu Phi, phần lớn nhân dân ở đây đã biết dùng đồ sắt, nghề dệt và nghề gốm phát triển, nghề chăn nuôi và trồng trọt phổ biến. Nhưng bắt đầu từ giữa thế kỷ 19, cuộc sống yên ổn, tài nguyên phong phú và nền văn hóa lâu đời của họ đã bị thực dân châu Âu xâm phạm, phá hoại, cướp bóc. Đặc biệt vào những năm 70-80 của thế kỷ 19, sau khi hoàn thành kênh đào Suez, các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi. Năm 1882, sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với Pháp, Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Suez. Tiếp đó, Anh chiếm Nam Phi, Tây Nigeria, bờ biển Vàng, Gambia ở Tây Phi, Kenya, Uganda, Somali, Đông Sudan, một phần Đông Phi, v.v. Pháp đứng thứ hai trong việc xâm chiếm thuộc địa châu Phi sau Anh, gồm một phần Tây Phi, miền xích đạo châu Phi, Madagascar, một phần Somali, Algeria, Tunisia, Sahara. Đức chiếm Cameroon, Togo, Tây Nam Phi, Tanzania. Bỉ làm chủ phần lớn Congo. Bồ Đào Nha giành được Mozambique, Angola và một phần Guinea. Đến đầu thế kỷ 20, việc phân chia thuộc địa giữa các đế quốc ở châu Phi căn bản đã hoàn thành. Chế độ cai trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân đã làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi. Ở Algeria, cuộc khởi nghĩa của Abdelkader kéo dài từ năm 1830 đến năm 1847, thu hút đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh. Thực dân Pháp phải mất hàng chục năm mới chinh phục được nước này. Ở Ai Cập, năm 1879, một số tri thức và sĩ quan yêu nước đã thành lập tổ chức chính trị bí mật Ai Cập Trẻ, đề ra những cải cách mang tính chất tư sản do đại tá Ahmed Arabi lãnh đạo. Các nước đế quốc phải can thiệp mạnh mới ngăn chặn được cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Ai Cập vào năm 1882. Ở Sudan, ngay từ năm 1882, thực dân Anh đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của nhà truyền giáo trẻ Muhammad Ahmed. Năm 1898, thực dân Anh được các nước đế quốc khác giúp đỡ, bao vây Sudan, gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu. Phong trào đấu tranh ở đây thất bại. Nổi bật trong cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây là cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Ethiopia. Năm 1889, thực dân Italia tiến sâu vào nội địa, đánh chiếm một số vùng ở Ethiopia, nhưng chúng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân. Ngày 1 tháng 3 năm 1896, quân Italia thảm bại ở Azur. Quân đội Ethiopia mặc dù bị tổn thất nặng, song đã bảo vệ được nền độc lập của Tổ quốc. Cùng với Ethiopia, Liberia là nước giữ được độc lập ở châu lục này trước sự xâm chiếm của các nước thực dân phương Tây hồi cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nhìn chung, phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân dân châu Phi tuy diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần yêu nước, nhưng do trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch nên bị thực dân phương Tây đàn áp. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi vẫn tiếp tục phát triển trong thế kỷ 20. Câu hỏi: hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân châu Phi. Hai nhỏ:
Khu vực Mỹ Latinh. Khu vực Mỹ Latinh là một bộ phận lãnh thổ rộng lớn của châu Mỹ, gồm một phần Bắc Mỹ, toàn bộ Trung Mỹ, Nam Mỹ và những quần đảo thuộc vùng biển Caribe. Từ đầu thế kỷ 16-17, đa số các nước Mỹ Latinh lần lượt biến thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Chủ nghĩa thực dân thiết lập ở đây chế độ thống trị rất phản động, gây ra nhiều tội ác dã man tàn khốc. Vì vậy, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Mỹ Latinh diễn ra quyết liệt và nhiều nước giành được độc lập ngay từ đầu thế kỷ 19. Năm 1791, ở Haiti bùng nổ cuộc đấu tranh lớn của người da đen dưới sự lãnh đạo của Toussaint Louverture. Năm 1804, cuộc đấu tranh giành được thắng lợi, Haiti trở thành nước Cộng hòa da đen đầu tiên ở Mỹ Latinh. Tuy nhiên, nền độc lập của Haiti xác lập chưa được bao lâu thì quân Pháp trở lại đàn áp cuộc khởi nghĩa, bắt giữ Louverture, phục hồi nền thống trị thực dân. Mặc dù thất bại, cuộc khởi nghĩa ở Haiti đã có tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latin. Nối tiếp Haiti, nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập khác đã nổ ra. Nền Cộng hòa ra đời ở một loạt các nước trong khu vực như Argentina năm 1816, Mexico và Peru năm 1821, v.v. Như vậy, qua hai thập niên đầu thế kỷ 19, đấu tranh quyết liệt, các quốc gia độc lập ở Mỹ Latin lần lượt hình thành, chỉ còn một vài vùng đất nhỏ như Guyana, đảo Cuba, đảo Puerto Rico, quần đảo Anti, v.v. vẫn còn trong tình trạng thuộc địa. Đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Mỹ Latin trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân châu Âu. Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Mỹ Latin đã có những bước tiến bộ về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhân dân khu vực Mỹ Latin còn phải tiếp tục đấu tranh chống lại chính sách bành trướng của Mỹ đối với khu vực này. Năm 1823, vì muốn độc chiếm vùng lãnh thổ giàu có này, Mỹ đã đưa ra học thuyết Monroe, nghĩa là châu Mỹ của người châu Mỹ. Đến năm 1889, Tổ chức Liên minh Dân tộc các nước Cộng hòa châu Mỹ được thành lập, gọi tắt là Liên Mỹ, dưới sự chỉ huy của chính quyền Washington. Năm 1898, Mỹ gây chiến với Tây Ban Nha, để sau đó chiếm Hawaii, Cuba, Puerto Rico. Từ đầu thế kỷ 20, Mỹ áp dụng chính sách cái gậy lớn và ngoại giao đồng đô la để chiếm Panama năm 1903, Dominicana, Nicaragua, kiểm soát đất Honduras năm 1919, chiếm Haiti từ năm 1914 đến năm 1915 và hai lần đem quân đánh Mexico từ năm 1914 và năm 1916. Dưới danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mỹ, chính quyền Washington đã khống chế, biến khu vực Mỹ Latin thành sân sau của đế quốc Mỹ. Câu hỏi: dựa vào lược đồ, hãy nêu kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mỹ Latin đầu thế kỷ 19. Câu hỏi và bài tập. 1. Hãy trình bày những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. 2. Lập niên biểu cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mỹ Latin đầu thế kỷ 19, theo thứ tự, thời gian, tên nước, năm giành độc lập. 3. Chính sách bành trướng của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latin biểu hiện như thế nào? Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.